Rồi, chào mừng các bạn quay lại với chủ đề. Một chủ đề rất hay và rất là quan trọng trong dancing, đó là chủ đề kết nối. Nào, chúng ta lại tiếp tục, hôm trước đã từng học cách làm sao để có một cái kết nối chuẩn bằng phương pháp sử dụng trục. Thì hôm nay chúng ta sẽ giải quyết một cái vấn đề mà tôi thấy rằng rất nhiều bạn học sinh có nói với tôi, và tôi nhìn thấy cách khi các bạn nhảy cực kỳ bị vấn đề. Đó là khách bạn nhảy dùng tay để các bạn tì đẩy và kéo nhau. Thì khi các bạn làm điều này, chúng ta sẽ nhảy là vô cùng nặng nề. Nữ thì luôn luôn bị động, phải chạy theo nam kéo, dùng tay để kéo, và nam thì luôn luôn phải đẩy nữ đi. Thì khi chúng ta làm những cái thời điểm mà nó bị ngược nhau như vậy, nó nhảy nó không còn cái cảm giác sự sung sướng, sự hạnh phúc, sự nhàn nhã khi chúng đang sinh nữa, mà nó đang thật sự là chúng ta đang đánh vật. Thế thì giải quyết việc đó như nào? Nào, hôm nay tôi sẽ chỉ các bạn một số cái cách tập để có được một cái cách kết nối cực kỳ nhạt. Nào, các bạn sẽ cùng nhìn nhé. Nào, hôm trước chúng ta đã biết là cái việc sử dụng trục đi vào nhau. Thế nhưng mà khi mà các bạn sử dụng trục, ok, các em tập tay. Thì khi các bạn sử dụng trục ấy, là nó rất dễ việc là các bạn tì người vào nhau, thì nó lại đâm ra là chúng ta lại nặng quá, thì chúng ta lại phải tì tay vào nhau. Rồi, tì tay, cầm tay. Thì khi chúng ta tì ở đây thì lại là một điều rất là sai lầm. Yeah. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng quay sát cho em nhé. Thì các bạn sẽ thấy này, nếu các bạn muốn nhảy mà không dùng tay ấy, không dùng tay đẩy ấy, đây cái này, các bạn không dùng tay đẩy vào nữ, mà chúng ta phải dùng cả cái sự hợp lực cơ thể mình để báo tín hiệu cho nữ nhảy. Thì các bạn sẽ nhìn ở chỗ này nhé, tôi sẽ cho mọi người bài tập nhé. Các bạn sẽ duỗi lòng bàn tay, hai người duỗi tay, và chúng ta chỉ được phép gá tay vào nhau thôi. Yeah. Thì khi các bạn gá tay vào nhau này thì các bạn sẽ không có cái lực tì, và nếu mà các bạn tì vào nhau nó sẽ bị trượt lực nhau, nên là các bạn chỉ có cách là để gì, chúng ta cùng đi cùng với nhau. Thì khi đi cùng vào nhau thì chúng ta sẽ làm cho hai cái tay này nó cùng khớp với nhau thôi, cùng khớp tạo ra một cái cảm giác kết nối với nhau, chứ nó không phải là một người tì xong một người chưa có lực thì một người sẽ bị đẩy bay tay nhau mất. Yeah. Và chúng ta cùng đi vào với nhau rồi sau đó cùng đi ra với nhau. Ok, thì đây là một cái bài tập rất hay. Nào, cùng nhìn lại nhé, chúng ta cùng nhìn lại. Thế, hướng vào và không cầm tay. Rồi, tốt, cho mọi lật ra. Rồi, tiếp tục lại, hướng vào. Và nếu các bạn tốt nữa thì các bạn thậm chí các bạn chỉ cần kết nối bằng một ngón tay thôi nhé. Rồi. Yeah, đúng rồi, tốt. Ok. Đó là cái cách đầu tiên. Rồi. Cách thứ hai là các bạn sẽ tập như này. Khi các bạn hợp lực vào nhau ấy, khi bạn kết nối, nó là sự hợp lực. Thì khi nó hợp lực vào nhau, các bạn hai khối lượng ấy, mà nó di chuyển ấy, thì thời điểm cuối của lực thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực với nhau. Thì các bạn lưu ý này, cái áp lực ấy, nó cùng nhau ấy, thì nó sẽ không bị cứng và không bị nặng. Thế nhưng mà khi mà nếu các bạn không làm ra được cái cảm giác cùng nhau đấy, thì nó lại đâm ra là lệch pha với nhau. Thì bây giờ cái thời điểm cùng nhau đó thì các bạn phải tạo ra một cái cảm giác là chuyển động ngay lập tức, chứ chúng ta không đứng lại chờ nhau. Ví dụ này, nếu chúng ta rất hay có thói quen nhảy như này, nào các đôi, thì chúng ta hay này, rồi đi vào, nữ hay tì lại, rồi chờ nam đẩy mình đi, thì các bạn sẽ thấy là thứ nhất là các bạn làm cho nam rất là khó nhảy, vì các bạn tì lại một cái điểm rất là nặng vào tay của nam không thể dùng cái lực rất là khỏe để mà đẩy cả người nữ đi được, và chính cái điều đó thì nam lại càng phải gồng tay lên để các bạn đẩy, thì vô tình sẽ làm cho các bạn càng vào thế khó, càng nặng hơn. Nên là chúng ta sẽ giải pháp là gì, khi chúng ta chạm vào nhau ấy là chúng ta phải cùng bung ra luôn. Thì các bạn sẽ nhìn bài tập thứ hai, chạm vào xong bung ra. Rồi, đây, rồi ok, rồi các bạn sẽ thấy này, các bạn không cầm tay luôn, không cầm tay thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ phải tự di chuyển cơ thể mình và chúng ta chỉ gặp nhau ở một thời điểm cuối cùng của lực. Yes, ok. Ok. Thế. Rồi. Thì khi mà các bạn ghép vào thế, các bạn chỉ cần nhảy nhẹ nhàng thôi ạ. Thời điểm mà hợp lực cùng nhau là trên thời điểm mà chúng ta nhảy. Nào, ok, bây giờ các em ghép thử một bước nhỏ nhé. Là bước đề. Đây, đứng ngay. Đi một bước đề. Rồi, ok. Rồi, thì các bạn sau đấy chúng ta sẽ hợp lực nhau ở thời điểm bắt đầu nhảy. Rồi, xong bung. Rồi, sau đó móc lực. Rồi, xong lại bung. Xong lại nhấn. Yes, ok. Yeah, rồi các em vừa lại. Mọi người nhìn thoáng các chân. Nào, chúng ta cùng nhìn lại nhé. Chúng ta hướng người vào nhau và thời điểm này là thời điểm lấy lực cùng nhau này. And bùng, xong bung tay luôn. Và sau đó móc lực cùng nhau. Móc sớm một chút.
rồi nhà yes rồi xong lại ra kết nối rồi cảm ơn em rồi. Đó, thì các bạn sẽ thấy bản chất cuối cùng là chúng ta chỉ làm như một cái trò chơi móc nghiêng chụp rồi nghiêng chụp chậm đúng rồi đấy. Thì khi các bạn tập bằng cái cảm giác là gì ấy, nó chỉ có hợp lực và kéo lực cùng nhau. Kéo các bạn lưu ý là không dùng tay ấy, mà là do là chúng ta muốn chụp quay lại thì nó sẽ giúp chúng ta có cái thời điểm nó rất là giống nhau. Và khi các bạn nhảy, các bạn có thể tập một cái vũ hình và các bạn có thể nhảy cầm tay chỉ trong một thời điểm hợp lực và sau đó lại kết nối ở thời điểm cuối lực nha. Chúng ta cùng nhìn nha. Nào, 2, 3, 4, 1 không nhả, rồi hợp, rồi chuyển 2, 3, 4 xong nhấn được nhà, rồi xong lại hợp 2, 3 nhấn, rồi xong lại vào, xong nhả 2, 3, 4 tiếp tục 2, 3, 4 rồi 2, 3, 4 hợp và sau đó lại đã ra yes ok rồi cảm ơn. Thì các bạn sẽ thấy đây, đó là cái cách mà chúng ta tập được các bạn dùng cơ thể mình để chuyển động, dùng cái sự hợp quán tính để chúng ta nhảy với nhau, chứ chúng ta không được dùng một bộ phận để nhảy. Các bạn nên nhớ này, khi các bạn dùng một cái sức nặng cổ tay các bạn làm đẩy người khác, một là các bạn nam sẽ bị yếu, các bạn sẽ bị đau, hai là các bạn sẽ làm bạn nữ rất đau nếu các bạn là người chủ động đẩy trước. Nên là những cái lỗi đó nó đến từ việc là chúng ta không biết cách để chúng ta sử dụng cái trục cùng nhau, sử dụng khối lượng cơ thể cùng nhau. Và khi các bạn biết cách điều này, các bạn đã biết được điều sai, các bạn hãy cố gắng làm sao mà cố gắng tìm thời điểm giống nhau, thời điểm hợp với nhau, và đó chính là bí quyết để chúng ta có thể nhảy được kết nối rất là nhàn, rất là nhẹ hơn và không bị tốn lực. Wow, Hà Nội hôm nay quá nóng nên là chúng tôi rất là cố gắng để quay clip này, và nếu các bạn thật sự yêu thích và các bạn thấy rằng nó rất là giúp ích cho các bạn trong quá trình tập luyện, đặc biệt là quá trình kết nối để nhảy với nhau nhàn hơn, hạnh phúc hơn, sung sướng hơn khi chúng ta nhảy với nhau, thì hãy cho chúng tôi những lời like, comment, bình luận trong clip. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.